Gió thoáng.
Trời ơi, anh Đình Văn ơi. Mưa quá trời mưa mà sao ở đây có cái dù sẵn sao anh không che? Trời ơi Thảo ơi, muốn mà thuyết phục một người xinh đẹp như Tài Linh như vậy đó, lạnh lắm phải gồng mình dữ lắm á. Xúc động quá à. Nhanh đứng dậy. Trời ơi Thảo, qua cái chuyện này Thảo mới thấy là đúng là Tài Linh và Đình Văn là một đôi bạn diễn hết sức là gắn bó và khăng khít với nhau trong tình cảm. Nhân đây Thảo cũng xin chúc mừng Đình Văn và Tài Linh đã chiếm được rất nhiều cảm tình mến mộ của khán giả trong cuốn Băng Mưa Bụi lần trước của chúng ta. À, và Thảo ơi, Văn cũng muốn giới thiệu đến quý vị và khán giả đó là một người, một chàng trai rất là trẻ đã có tâm huyết để thực hiện lên cuộc Băng Mưa Bụi 1 và Mưa Bụi 2 lần này. À, Tài Linh cũng xin nói thêm là cái người đó là cái tác giả của hai cái ca khúc Mưa Bụi 1 và 2, và tiếp sau đây á là cái ca khúc thật là vui tươi, đó là bài Anh Sáu Về Quê Thăm Người Yêu. Đó là anh chàng trai tên là Hữu Minh.